khi nhắc đến Đại học Mít, mọi người sẽ nói gì trước tiên? Chắc hẳn rằng đây là trường học dành cho con nhà giàu có, sinh viên là những cô chiêu cậu ấy. Nhưng tất cả những điều trên đều là chuẩn mực, định hướng mà mọi người tự nghĩ và đặt ra. Trong cuộc sống luôn có những câu chuyện đầy bất thần mà. Mới đây trên trang côn phe của trường Mít, một năm sinh khiến nhiều người bất thần khi chia sẻ lại câu chuyện buồn của bản thân gặp gỡ phải khi trở thành sinh viên Mít bài viết đăng trên cung phe xuân của nam sinh. Cụ thể nam sinh này tâm sự rằng, có ai chỉ gì học miết mà bị gamer thủ thân quay lương như em không? Hồi trước khi em chưa thủ thị em học miết thì vẫn bình soàn xỉn với nhau, vậy mà giờ em nói rồi thì thái độ gamer thủ mới khác hẳn, cứ hễ mở miệng là sinh viên miết mà thế này thế kia, sinh viên miết mà sao soàn xỉn quý phái thế, sinh viên miết mà không xài hàng hiệu cứ như vậy sau nhiều lần bị chính người đam thủ thân chơi với nhau cà kiệt chàng trai không chịu nổi đành phải đăng đàn lên mạng xin ý kiến trả lẽ phải hoàn thành tình gamer thủ 5 năm chỉ vì mình là sinh viên miết ư, thật đúng là buồn cười. Nhưng có lẽ qua nhiều lần như vậy thật sự chàng trai cũng đến thai giọng không biết phải làm sao. Ai cũng có giới hạn chịu đựng của riêng mỗi người, chứ thích nói mất nhau hoài sao thân nổi. Sau khi đăng tải, bài viết nhận được rất nhiều phản hồi từ cư dân mạng, khác biệt những người soàn xỉn xuyên theo dõi trang cô phe sôn trường này cũng thẳng thắn đưa ra lời khuyên cho chàng trai. Thậm chí có nhiều tài khoản còn bức xúc thay năm sinh này rằng, bằng hữu 5 năm, năm chỉ vì một lý do hết sức của chú dậy mà từ mặt nhau được, đúng là chẳng đáng gọi hai từ gamer thủ thân. Bạn đợt Tờ giết, bạn bè đến và đi là chuyện bình soàn xỉn, điều quý trọng là khi cả hai còn có nhau và chúc gamer thủ may mắn khi gamer thủ ra đi bạn V, H, Quy Diết, Miết hay trường gì thì cũng là đại học thôi chứ, sinh viên Miết thì giống sinh viên các trường khác thôi chứ. Đóng thêm học phí để có chất lượng học theo ý muốn giảng dạy tanh thì cũng khác gì đâu. Loại gamer thủ dạy dắt nó đi tham quan trường cho mở mang não bộ họ tinh hồn mang tiếng là quen biết con nhà khá lạnh lẽo nhưng bản thân thì lại không bằng người khác, tư tưởng môn đăng hộ đối ác đạt lên nhiều thứ lắm, nên là cứ xác định rõ rệt hoặc làm lơ thôi, bạn phường gờ thâm thúy hơn trong cách suy nghĩ giết. Sự quý phái chảnh qua khuôn viên của trường đại học Mít đây không phải lần trước tiên sinh viên trường này thăng phiền với cái mát trường con nhà giàu, bởi cách đây không lâu, một sinh viên khác cũng bất thần gây chú ý trước chuyện đi làm thêm cũng bị cà kiệt gì là sinh viên mít.